đi lạc chỗ. Đúng, sáng lá phổi cũng đi lạc chỗ, nó xuyên qua mạch ruột. Thay vì nó xuyên qua cái hoành để vào trong màng, để lên màng phổi, thì nó xuyên vào mạch máu. Và từ đó nó theo hệ tuần hoàn đến các vị trí là gan, não, tinh hoàn, mô di gia. Đó là những vị trí lạc chỗ của sáng lá phổi. Nó nhiều nơi, nó sẽ đi khắp nơi, nhưng mà người ta thống kê đi cuốn, người ta thấy cuốn thì những cái vị trí đó là thường nhận biết. Chứ còn nó đôi khi nó có thể nó xuất dụng tính mạch bẹn, lùi luôn đó. Nhưng mà những cái đó hiếm gặp, chủ yếu là nó lên não rồi nó lên gan, nó lên xuống tinh hoàn của mô di gia là những cái vị trí đó. Nào bây giờ chúng ta, đây là một số cua và đây là cái nang trùng của cua. Người ta đã thực ra và bắt được đây là những cái nang trùng, thì đây là những cái vị trí, đây là mẹ nói con sáng lá lớn nó nghe con phá xưa la hay con đi cắt thí sinh ông mập một trường ông mập thí sinh trường biểu thị vị trí này. Còn con sáng lá nhỏ gan thì nó chiến sinh ra các thấm mật mở tập trong gan. Cho nên sao này lát nói luôn, ở trong đó thấm mật trong gan là con sáng lá nhỏ thật ra nó phát nó làm cho mật cái đây. Nó bị tổn thương mà nó làm sơ, cho nên nó làm sơ lan tỏa, cho nên con sáng lá nhỏ gan gây sơ, gây thói quá mở nhiều hơn là con sáng lá lớn. Sáng lá lớn ngoài đây không có tiếng, không có là khi nào gặp con sáng lá lớn ngoài đây không có mở gan, chỉ có con sáng lá nhỏ thôi. Cái gì nó bị trí sinh lên tác động ở kia đây. Đây là cái hình để nói thêm. Rồi bây giờ trong lưu ý thứ hai, một virasium, một ấu trùng của con sáng lớn khi vào con khi vào con ốc nó cho ra bao nhiêu ấu trùng vui. Thì người ta nghiên cứu thấy rằng một con virasium thôi vào con ốc cho ra khoảng 100.000 ấu trùng vui. Thì người ta đây gọi là sinh sản đa phôi. Thì tại sao như vậy? Đây là con virasium. Thì trên virasium này nó có những cái tế bào này gọi là cái tế bào mầm vào con ốc. Thì khi vào con ốc thì cái lông nó rụng hết đi, nó tạo thành cái cuối gọi là oocyst, bào chữ nen đó, cái gì cũng như là cái bào chữ nen đây. Như vậy áo được lông nó thành ra cái lông rụng hết, nó thành cái cuối. Và những cái bào mầm này nó biến thành các rề da, các rề da. Giả dụ ở đây có 10.000 cái tế bào mầm, nó biến thành 10.000 cái rề da. Mỗi rề da nó lại có các rề da 1, sau đó nó biến thành các rề da 2. Và trong mỗi cái rề da 2 thì nó có khoảng 10 cái tế bào mầm. Mỗi tế bào mầm nó biến thành cấu trùng vui. Như vậy cho nên nó thành ra 100.000 cái từ cái con cái rề da vui da biến thành 100.000 cái sợi dây da.